thu dịch cái thằng kia nó cũng cố rướn cho bằng được này. Mẹ ông kia kìa. Bầm 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 bầm. Kinh quá đi. Đi lẹ lên, mình đi lẹ lên, mình đi lẹ lên dễ dính đòn lắm á. Thằng cái thằng rồi, này rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Đàn đó. Ừ. Còn thằng nó đi ẩu dễ sợ chứ. Thằng đi ngã sáng, thằng đi sáng ngay sáng. Bởi vì cái thằng có cái nơ đường nó nhiều tiếng mà, mới đi đường hẳn đấy. Nhưng mà mình phải đi lẽ cái chỗ đó là phải lẽ liền nha con. Nó nghiêng cái phát là đổ. Nhưng nếu cái thằng vỡ là mình dính rồi. Thằng đi mới bắt đi vào thằng này tranh tôi đi nhá. Không tâm không thằng đấy. Cái thằng container là nó đẻ tốt. Cái thằng ngoài bác cô nó bẹp hai cái đầu.